Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến mọi người về cái bộ dàn karaoke ở trong phân khúc gọi là ngon bổ rẻ. Từ sáng giờ cũng bận đóng hàng cho các bác nên cũng không có thời gian để lên clip cũng như là test đồ giới thiệu đến các bác. Nhân tiện đây thì những cái thiết bị em đang test để gửi đi và cũng giới thiệu luôn cho các bác với một cái combo karaoke gia đình. Một combo karaoke gia đình chơi phòng diện tích khoảng tầm 30, 35, 40 mét vuông. Một đẩy network cùng hãng với loa luôn. Đấy. Một đẩy, con này có thể đánh thoải mái hai cặp loa bass 30 kia. Công suất của nó đạt từ 800 đến 900 W một kênh nha mọi người nhé. Hình như con này 900 rồi. Đấy. Một đẩy giá 4.600.000, một vang Theta K6 giá 2 triệu, một mic DMX giá 1.950.000 và một cặp loa bass 30 bass check Italy nha mọi người nhé. Cặp này thì em đã giới thiệu toàn thể các bác rồi, giá 8.600.000. Tổng cả bộ này thì có mức giá là 17.150.000, giá rất là tốt các anh nhé. Trước khi các bác mua những cái nguyên combo như này thì em lên cấu hình em setup cho thì gần như là chuẩn tuyệt đối luôn. Cái về các bác chỉ đặt lên kệ là các bác sử dụng thôi. Chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với như chúng ta mua nẻ từng cái một. Mic đây nhá. Mic đẹp. Hơn 1 triệu bộ mic này, chưa đến 2 triệu thì quá là ok rồi còn gì. Một hai ba bốn năm sáu ở mấy đề hát rất là nhẹ nhé, không có cảm giác mệt mỏi. Hát thử đoạn. Alo, một hai. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghen ghen. Đoạn tiếp theo đoạn gì nhỉ? Quên bố rồi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống. Bài này cũng không thuộc đấy, vừa nãy mới nghe được đoạn hát thử đoạn với thầy các bác nhé. Em cũng muốn hát hò tí nhưng mà thật các bác là hát xong đóng không kịp, bây giờ cũng gần 4 giờ rồi. Đấy, tranh thủ đóng nốt cho các bác kịp về chơi Tết. Đây là số điện thoại của em. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại đây nhé, hoặc đến trực tiếp cửa hàng. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại.